Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tuyên truyền sâu rộng hơn trong mọi tầng lớp nhân dân. Càng gần ngày Tết, thị trường hàng hóa sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn đang ngày đêm phải căng mình thu gom rác thải, làm sạch đường phố phục vụ người dân đón Tết Quý Mão. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc các đảng bộ. Đợt này, Hương Thủy có 41 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng là các ông bà Dương Quang Thường, đảng bộ phường Thủy Dương, Thân Đức Đề, đảng bộ phường Phú Bài và Lê Thị Cúc, đảng bộ xã Thủy Phù. 70 năm tuổi đảng có 1 đảng viên, 60 năm tuổi đảng có 1 đảng viên, 55 năm tuổi đảng có 10 đảng viên, 50 năm tuổi đảng có 4 đảng viên, 45 năm tuổi đảng có 1 đảng viên, 40 năm tuổi đảng có 13 đảng viên và 30 năm tuổi đảng có 8 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đỗ Xuân Giao ghi nhận, đánh giá cao cống hiến to lớn của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như thời kỳ kiến thiết, xây dựng quê hương đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị, tích cực tạo nguồn, giới thiệu quân chúng ưu tú cho chi bộ để phát triển đảng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thị xã Hương Trà có 19 đảng viên được trao huy hiệu đảng trong đợt này. Trong đó có 1 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 3 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 6 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Hương Trà Hà Văn Tuấn mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng dịp này tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị, tích cực tạo nguồn, xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ và nhân dân thị xã. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Vang tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối đảng, đoàn thể, hành chính sự nghiệp và cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị cấp huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh, địa bàn. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời và hiệu quả, Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công mong muốn sự đồng lòng, đồng tâm, đồng thuận trong nhân dân, đồng hành của các cơ quan doanh nghiệp, cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện ra sức phấn đấu, gương mẫu, chấp hành tốt văn minh công sở, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy những thành quả đạt được để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, góp phần sớm xây dựng huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng những kết quả đạt được, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh củng cố và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị trí vai trò của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần kết luận 01 của Bộ Chính trị, trên tinh thần chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận 01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều cách thức triển khai phù hợp, linh động trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tại địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm. Như thời gian trước là chúng ta đề ra từng những cái kỳ cuộc họp định kỳ, cũng như là chọn từng các cái chuyên đề để tổ chức vài ba tháng trong cái sinh hoạt chi bộ, mà chúng tôi đẩy mạnh cái việc là
trong sinh hoạt chi bộ phải đưa cái nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức mình thành một cái nội dung thường xuyên trong cái tài liệu để cung cấp cho sinh hoạt chi bộ. Thì hàng tháng của ban tuyên giáo là có một cái mục là học tập làm theo tư tưởng đạo đức, lấy đó để làm cái chủ đề để học tổ chức cái việc học tập, thực hiện cái việc học tập làm theo. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chuyển biến từ học tập sang làm theo bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tránh được tình trạng lúng túng khi xác định nội dung học tập và làm theo, dẫn đến việc triển khai có nơi có lúc mang tính hình thức, chiếu lệ. Cũng như nhiều địa phương miền núi khác, trước đây, đời sống của đại bộ phận người dân ở thôn 3, xã Hương Lộc gặp nhiều khó khăn. Tiến tới không còn hộ nghèo là mục tiêu mà chi bộ thôn qua các nhiệm kỳ đều nỗ lực phấn đấu. Trong đó xác định rõ việc thực hiện chỉ thị 05 phải gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Cùng với xác định mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, một cách làm hiệu quả của chi bộ thôn 3 chính là phân công đảng viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể. Và với phương châm, đảng viên đi trước, quần chúng theo sau. Thành quả đảng ghi nhận là năm 2021, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ gần 30 triệu năm 2016 lên gần gấp đôi vào năm 2021. Và cơ bản hoàn thành tiêu chí không có hộ nghèo. Khi mà được quán triệt xong thì về là xây dựng kế hoạch và ra nghị quyết để cho triển khai cho các đồng chí mà phụ trách từng mảng, để thông qua các cái buổi họp sinh hoạt hội đoàn thể cũng như buổi họp thôn, bắt đầu ta triển khai cái chỉ thị 05 và cũng như là triển khai cái kế hoạch và nghị quyết của chi bộ để cho những cái hội viên chúng ta tham gia và đồng tình hưởng. Thông qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội, tổ hội để triển khai nội dung của chỉ thị 05 gắn với chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, bằng nhiều hình thức là vận động chị em như là hàng tuần ra quân làm chủ nhật xanh trong các tuyến đường hoa, vận động chị em là thu gom rác thải, xử lý rác, phân loại rác tại nguồn, và thực hiện tổ cuộc vận động 503 sạch. Rồi ngoài ra là chị em phụ nữ cũng có tuyên truyền vận động hội viên của mình là phát triển kinh tế gia đình. Nội dung học tập được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị cũng chính là một trong những yêu cầu cơ bản của thực hiện chỉ thị 05. Từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm và là động lực để tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thầy giáo Trần Kim Ngẫu chính là một trong số những tấm gương điển hình đó. Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, lời dạy của bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua, dạy tốt, học tốt, luôn thôi thúc anh trăn trở để đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức trong dạy học và tổ chức các hoạt động, nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách, kỹ năng sống cho các thế hệ học sinh. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và danh hiệu nhà giáo ưu tú chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực này. 28 năm làm công tác đội và được mang chiếc khăn quàng trên vai. Tất nhiên sẽ có rất là nhiều khó khăn, có những áp lực của công việc, nhưng với tinh thần và lòng nhiệt huyết của mình thì bản thân tôi cũng đã cố gắng vượt qua. Đặc biệt trong cái công tác giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức cho các em thì tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề giáo dục, đạo đức và hình thành nhân cách cho các em, đặc biệt là các em ở cấp tiểu học, là cái cấp mà các em đang phát triển cái tư duy và tiếp nhận những cái nguồn tri thức, những cái kỹ năng mới. Mặc dù là tuổi lớn nhưng mà thầy rất là tâm huyết với cái nghề mà tổng phụ trách, vốn dĩ là dành cho những người rất là trẻ tuổi. Thầy năng nổ, nhiệt tình và rất là thương yêu học sinh, đã xây dựng được cái phong trào đội và hoạt động thanh thiếu nhi ở trường tiểu học Hương Vân rất là tốt. Thì ngoài cái việc là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ở đơn vị trường tiểu học Hương Vân thì thầy còn đóng góp rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái giải pháp để cùng với hội đồng đội thị xã Hương Trà và phòng giáo dục thị xã để cùng trong cái việc là nâng cao chất lượng hoạt động đội và thanh thiếu nhi trên toàn bộ địa bàn của thị xã Hương Trà. Từ những tập thể cá nhân điển hình trên, có thể thấy việc xác định nội dung học tập một cách có trọng tâm, trọng điểm
phù hợp với thực tiễn chính là những yếu tố để việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu. Học và làm theo Bác, vì vậy không phải là những gì quá xa vời, mà chính là những suy nghĩ, hành động của mỗi người trên cương vị, công việc đảm trách. Để từ đó dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ đảng viên và mỗi người dân, lan tỏa và kết tinh thành sức mạnh tổng hợp của sự đồng sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chuyển sang những thông tin khác, nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng của năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng, gia hạn miễn giảm tiền thuế đất. Tổng số tiền hỗ trợ các loại thuế phí kể trên trong năm 2022 lên đến 233.000 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch. Để đảm bảo nhu cầu giao dịch ngân hàng trong thời gian cần Tết tăng cao, các ngân hàng trên địa bàn đều tập trung nhiều giải pháp hạn chế mức thấp nhất những phiền hà cho người dân trong giao dịch. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh yêu cầu các ngân hàng có giải pháp tiến quỹ phù hợp đối với máy ATM tại các địa bàn thường có khả năng xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch tăng đột biến. Chuẩn bị đủ lượng tiền cần thiết cả về mặt giá trị cũng như cơ cấu minh giá để có thể tiếp đầy đủ cho các máy ATM, đảm bảo phục vụ nhu cầu rút tiền của khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng chủ động làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý, triển khai giải pháp thay thế ATM, chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại các máy ATM. Thưa quý vị và các bạn, càng gần ngày Tết, thị trường hàng hóa sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các trung tâm thương mại, siêu thị, hàng hóa phong phú đa dạng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo ghi nhận của phóng viên thì sức mua tăng nhanh nhưng giá cả khá bình ổn. Nhiều khách hàng mua sắm Tết muộn do ảnh hưởng của thời tiết mưa lạnh. Người tiêu dùng bây giờ đã cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa để mua sắm hàng hóa. Các sản phẩm bánh mứt sản xuất trong nước có nguồn gốc rõ ràng, hàng sử dụng được in rõ trên bao bì, được nhiều khách hàng lựa chọn. Hàng hóa Tết tại các kênh phân phối như chợ, siêu thị, các quầy hàng trên các đường phố rất phong phú và đa dạng, nên khách hàng dễ dàng chọn lựa. Khách hàng cũng cân nhắc trong việc chi tiêu mua sắm, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ trong 3 ngày Tết. Mua là đủ thôi, chứ không mua nhiều. Cái gì mình cần thiết về việc để mà sắm sửa cho mâm cỗ ông bà thì là mình mua cũng vừa phải đó, để sử dụng. Theo Sở Công Thương, năm nay hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết tại các doanh nghiệp, chợ hàng một và chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh với giá trị khá lớn khoảng 2.000 tỷ đồng, đảm bảo lượng hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vào những ngày cần Tết thì sức mua của các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thịt, rau, củ quả cũng tăng nhiều hơn. Các doanh nghiệp ký kết với các nhà cung cấp nhập khẩu hàng hóa đảm bảo lượng hàng phục vụ cho người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, giá cả được tăng cường. Cái lượng hàng hóa thì chúng tôi là đã cam kết đặt và cách đây là từ 2 tháng. Đối với hàng rau củ thì chúng tôi nhập từ hàng Đà Lạt. Hàng trái cây nội địa thì nhập ở Sài Gòn. Còn hàng trái cây nhập khẩu thì chúng tôi nhập từ nước ngoài về. Thì cái lượng hàng về trái cây cũng giống như hàng rau củ chúng tôi thì về gần như là hàng ngày. Với hàng rau thì chúng tôi về đâu đó là một ngày khoảng là 5 tấn. Hàng trái cây thì về đâu đó là ngày từ 5 đến 7 tấn. Dù ở ngoài thị trường có khan hiếm về cái lượng hàng rau củ quả, trái cây, nhưng mà bản thân cửa hàng của chúng tôi thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của các khách hàng. Tập trung vào các công tác như là tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra thông qua việc thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong ngành công thương để kiểm tra các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn để thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, nguồn cung cũng như giá cả hàng hóa, chủ trọng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho Tết như lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, làm tổ công tác dự báo thị trường để kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Năm nay, dự báo sức mua dịp Tết không tăng nhiều so với các năm trước. Các doanh nghiệp vừa dự trữ, vừa luân chuyển hàng hóa thường xuyên, đảm bảo nguồn cung ứng khi có nhu cầu thị trường. Với sự chuẩn bị của nguồn cung cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường của các lực lượng chức năng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân. Thưa quý vị và các bạn, không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi. Khi mọi gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết, thì những công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn đang ngày đêm phải căng mình thu gom rác thải, làm sạch đường phố phục vụ cho người dân đón Tết Quý Mão. Những ngày cận Tết, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các tuyến đường trung tâm thành phố Huế như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Hà Huy Tập được công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện vệ sinh, làm sạch các tuyến đường để chào đón năm mới Quý Mão 2023. Hoạt động này làm cho phố phường sạch đẹp, để thành phố Huế khoác lên mình chiếc áo mới đón xuân Quý Mão trong niềm vui và hy vọng một năm mới nhiều may mắn đến với mọi nhà. Từ ngày 23 âm lịch cho tới 30 Tết thì cũng như chúng tôi được tăng cường các cái tuyến đường của trung tâm của thành phố, các kiệt ngõ và thu gom rác sạch sẽ để đảm bảo được cái vệ sinh, cái chất lượng trong đợt Tết Nguyên đán sắp đến. Đối với rác thải sinh hoạt, trong những ngày cận Tết, lượng rác thải khá lớn, bình quân mỗi ngày gần 500 tấn, tăng nhiều lần so với ngày thường. Với địa bàn Huế mở rộng, việc thu gom rác thải dịp cao điểm gặp không ít khó khăn. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế phân công huy động tất cả nhân lực, phương tiện, kết hợp thuê phương tiện bên ngoài để bắt tay tổng dọn vệ sinh. Được biết năm nào cũng vậy, ngày và đêm giao thừa là thời điểm làm việc vất vả nhất của lãnh đạo và công nhân Công ty Môi trường Huế. Từ các xí nghiệp môi trường cho đến xí nghiệp vận chuyển xe máy, xí nghiệp thoát nước, xí nghiệp xử lý chất thải và xí nghiệp điện chiếu sáng. Tất cả đều được huy động hoạt động hết công suất, từ nhân lực cho đến vật lực, để tổng dọn lại toàn bộ, nhằm mang đến không gian sạch đẹp chào đón năm mới. Công ty sẽ thuê thêm nhân lực, phương tiện tăng ca để mà đẩy nhanh cái công tác thu gom rác trên địa bàn. Đặc biệt, trong ngày 30 Tết, thì công ty sẽ liên tục làm từ buổi sáng cho đến tối ở các cái địa bàn mà có cái tần suất thu gom vào buổi ngày hoặc là tần suất thu gom thấp thì công ty sẽ tiến hành thu gom liên tục vào các ngày giáp Tết. Và đối với địa bàn mà thu gom vào ban đêm thì công ty tăng cường vào ca từ 14 giờ để lấy hết rác trên địa bàn. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế khuyến cáo để góp phần đảm bảo vệ sinh trong dịp đầu năm mới Quý Mão, trong ngày cao điểm nhất, ngày 30 Tết, người dân ở các vùng thu gom 3 ngày, tranh thủ đưa rác ra trước 15 giờ và các khu vực thu gom đêm đưa rác ra trước 21 giờ ngày 30 Tết, để trước 7 giờ sáng ngày mùng 1 Tết sẽ hoàn tất mọi công việc để bà con ra đường vui xuân đón Tết an toàn sạch đẹp. Từ ngày mùng 3 Tết, công tác vệ sinh môi trường sẽ trở lại bình thường. Tiếp tục chương trình là các tin tức về hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tiền hỗ trợ hộ dân sửa chữa nhà và tiền hỗ trợ đa mục đích tại một số địa phương. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, có 790 hộ dân của 4 xã Quảng An, Quảng Thọ, Hương Toàn, Hương Chữ thuộc hai huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà được nhận tiền hỗ trợ đa mục đích và 40 hộ dân nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà từ hội chữ thập đỏ, tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Đây là hoạt động nằm trong dự án cứu trợ khẩn cấp của các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 do Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ. Số tiền tuy không lớn nhưng rất có ý nghĩa với các hộ dân trong thời điểm cận kề với Tết Nguyên đán. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn, huyện Quảng Điền tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương Chữ thập đỏ cho hội viên Lê Thị Tâm ở tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa. Tổng số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Huế tổ chức chương trình Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân tại xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc. Theo đó, có 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trao cho các gia đình chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo tại xã Xuân Lộc. Những món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần rất lớn về tinh thần nhằm động viên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết sung túc và ấm áp hơn. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với bà con nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
xây dựng tình cảm gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với bà con nhân dân. Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm đủ đầy, doanh nghiệp tư nhân Tân Trí, thành phố Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Gia Hội, thành phố Huế tổ chức trao quà Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của phường Gia Hội. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân Tân Trí đã trao 100 suất quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của phường Gia Hội. Một suất quà trị giá 500.000 đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, dù năm qua hoạt động kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song đơn vị vẫn tiếp tục hoạt động chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động này được doanh nghiệp tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết nhằm lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, góp phần động viên, chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn đón Tết cổ truyền ấm áp và đầy đủ hơn, có thêm niềm vui đón mừng năm mới Quý Mão 2023. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tổ chức gian hàng không đồng để hỗ trợ người nghèo mua sắm Tết. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.